好，screen cam 的使用一点。ta chẳng dương đâu lại nè mèn ba lại mèn dương nè mèn dương đâu lại nâng tịch nó bật anh đi chơi ở đây đâu lại nâng tịch tịch tiết miên này dương ta xây lẹ khen ở vì chọt ta nâng sân bây lòng in thở bánh ai mà bài cả mùi đi về bạn nói một bài tỏ chắc là nó dựa câu dưỡng tục tại lại nâng tay dưỡng đồ tịch lấy nhóm comment trao lại nâng sách nhóm của anh tay thương mấy bây giờ vì lột máu parent root mà nâng fhml loader dot load get class get resource cho tên này à lấy dưỡng này lưu men xếp á nè chẳng dương cho tôi view slash login yeah login u dot fhml phần năng mà tỏ má thời tiện cạt xin mùi này xin mà năng như xin bot root cho ta cầm mà tiếp stage man new stage dot set sin oh stage dot set sin box sin cho stage dot show mà lấy những set title vi mới này stage dot set title ok login chẳng mà phần nắng một bài này ta ran mơ sẵn chôm vào lọc anh dương ạ. Dạ rửa bạch. Dạ rửa gì? Set JWT là bell. Khó thế này. Khó thế này. Vì lâu rồi đi. Dạ, vì thay mấy. Coi gì? Coi gì? Mình log in bao nhiêu máy? Vì thay AWT là bell. Nè, là bell nhau mày. Nhâm vô khó. Nhâm import call. Mà chẳng những rằng mắt ở vị trên mà năng mà khi để log in thử bạn ơi bài cả form luôn bỏ giờ chẳng cái này câu dưới tục tập đẻ còn hai dương sắc xa lại khăn tịnh mắt bởi log in thử mà bài cái này phục chẳng thầm này bạn thì tập chẳng mưa thịt xanh đấy chẳng tục phê lại rồi chẳng dân thử thơ mấy tới từ phê là kêu vài username password cho tới hãy log in cho còn đấy tương tự bốn số thằng này ai viết chân nhá anh ai viết chân như mày nè chẳng lại nước tơ cay nữa lại nè cầm ai viết chân nè nhầm chọn cay cái lại nè nhầm chọn à là bell username incorrect or password incorrect nè nhầm mà chọn ai viết lộ máu khơi chân nè nhầm chọn viết mặt đâu lại nè code đâu lại nè log in view controller này mày nè chẳng lại initialize nhầm đại vậy incorrect là bé bà chẳng có bà nè ngay ở đây p đại bốn chẳng ai bị chênh mèo ấy nếu p đại cái log in khó bạn ai bị chênh mèo thấy được p cái đại châu ở đấy p đại cái chọc nam váy ở việc bạn về chẳng nghe vấn đề là lấy dương p đại lột máu ở việc bạn hè nhỉ chẳng dương thôi mà bà set tay tay tê các bạn set visible là việc bật mong các bạn này bà set visible true set visible true set visible true
lúc anh ấy bảo bà bà có đại viên vật tê bà bà cũng vậy nữa bà nên về đây cái vai khóc bạn ở vị trên mà tỏ tiếc dương về đây cái chốt một tông lock in trắng chấm hiên dương từ đại để dương thưa mấy chặt tịch anh đang ở bàn trắng thưa mấy chặt tịch nhưng mà tiêu nhưng mà cả string cái username trắng dương chấm chấm mới về đây cái vai smart nâng cái username field dot get tịch nhưng trim mũi tiệt máu cắt cái lô cái chốt space cho nhưng trim về có máu bị miễn space say tiếc string password smiling password field dot get text dot stream mà từ loa bác sĩ này dương khai ở đăng error tận này dương sẵn print đi chào mùi tờ vì thế hoa nhóm ở cái username username mà password password run đoàn tiền anh đang dương trong và chạy thay dương phải thở phương chân tới số bà sân đi dừng error dừng đăng mặt con mặt đòn dừng đăng bị error lại này ôi thôi nhóm đại cái bạn đi chân chọc password nhóm admin chân nhóm login cho nhé nè cho nhé chân dừng chạm tờ lại bàn này tôi bị chạm tờ lại bàn hai thưa mày tiến bà dừng bỏ vi tới tờ IXL thưa cả chắc bỏ nữa không tờ IXL à lấy dừng nữa không ngay ghế controller mày nè chẳng dương bong cái áo ấy một đê nè phơi cá tiện tương tự đào tập bể chẳng một trôi lớn ok nghe vì vậy việc tập phân năng ấy bong tại tại nó hết ban thằng nó ban là tập phong mấy trăm ban bị thưa ca tiện đó là lấy dương tập phân năng sân này à lấy dương trong và cái bong chỉ object đúng không có bong mùi mùi bà nhưng tầm loại bong chỉ object tức là còn bong feel nha nhưng bong chỉ object tức chẳng nhưng mà cái user detail mùi nhưng mà cái new class mouse user chẳng là khăn user nhóm nhóm bà ca phía lý nhóm bà ca tới 8 đào tập bè vào dưỡng mày nế cả tâm đào tập bè vào dưỡng chẳng dương mơ được khăn bìm em users mình phía lý khăn ID, username, password ấy dòng mà status ấy dòng tiền này tỏ private ID sẵn này integer ID private string username private string password private tiết boolean status chẳng mà private tiết date chẳng hay bà dừng vô actual date và nãy tam phân mình đang dừng dừng on bài cơ bản này lại register date nhé và nãy dừng thời miền phim mua đồng bấy chạm chạm tạo hiện tại cái gì register để chẳng vào tỏ mà tiếp bằng factor ở việc phi đấy default mùi tiếp select nắn và cái getter setter do tổng áo máu thu string mùi tiếp và nhé phân nặng thế phần năng thế phần năng hơi một tọt máu thời cay cái tiết thời cay cái tiết à lấy user miền hơi thời cay cái roll mũi tiết mày nè ok chẳng như một cái roll là hơi nhưng một cái model bao roll là hơi roll chẳng roll miền cái khác nhưng mà feel bao nhiêu miền là ID hay nắng roll nè mày nè chẳng nhưng mà cái kia private integer ID private string string name nhưng đặt name này nhưng đặt trong đặt role name tiếp các bạn này phần này chỉ tu tới của ấy role sẽ phải dựng trong phần object với role dot name ấy chẳng thể bị to như này chẳng dựng ở trong bài vậy thôi mày tiếp constructor ở parameter mới bà miền parameter muối ấy tiết getter setter to string muối tiết tích tiết nhầm đô to string bằng tay nhầm đặt chân sọc và năng sẵn tại dương ban vậy khi muốn tham mạch user mà nế ai miến roll trial mẹ đấy
đã nâng ngày hơn đó public private leak này role nhưng đã role miền e toàn lại đi hết chẳng lại những đâu mà chơi đấy đâu cũng đặt tên tí như này lục cháo generate sao mày phụ ấy dân thật cao vô thằng role lên mùi tiệt toàn mà tiết vì mình getter setter nữa role mình nữ chẳng getter setter vì mùi tiệt nó và to string generate mà đoàn tiệt toàn ngóc này đấy cái này Harry Man thì nhóm đã role này cái này nè phụ ấy vì dừng đặt hai user mỗi min role chạy chẳng sử dụng về để dừng ban object user mỗi mà hỡi dừng ai chạy mơ role quạt thì ta có min role chị ấy em cái này nó kịp phơi chẳng chẳng như đặt bởi sao user mỗi min role chạy chẳng dừng đặt list này list này role toàn lại nhé ok ta bỏ mà form mà dừng mình bỏ mà form mà dừng tịch mình mà form mà dương tìm vĩnh dương bán này username man password man hay vậy chẳng dương trong và chun tới chẳng trong và chun tới dương do username hay nâng password nâng bỏ cho role tới bạn này à, bỏ cho user tới chẳng như bà cát object này user muối mới giặt cho anh import cho user bỏ kia nhẹ dương do user bỏ ks chọn đi một đá đặt đi theo này hạt hình bỏ dương smart nâng new user mà tổng mà tiếp dừng do user dot set username nhóm box username cho username này dừng tầm ban mà nhỉ user dot set password nhóm box password cho và đăng bài này anh đang chọc riêng bỏ kê ninh mùi tổng mà dừng bật chung tại ấy DAO mà nè dừng bật chung tại ấy bàn DAO nó bàn về tiệm tâm tại database chẳng DAO dương miên nấy khá DAO nơi tề chẳng dương bật cát user DAO mùi mà user DAO à user DAO này bạn chỉ nhận tiệm tôn từ đào tập bạch tấn từ bóng thời kì và cả private mấy cái BMS connection mùi mà BMS connection mà new BMS connection to mà tiết bạn dương chạp đám cái mùi mẹp login vậy nế cái method mùi public bây giờ khi login vì return chi ấy kì bây giờ khi login hai dương trọng ai vì khi return chi ấy kì chị boolean và true false của bạn mình đây thay kế authenticated mình đây thay dương ai ai mình nhận lại kế chỗ còn tay mối tiết xong khám dương trọng man user id bỏ user id bỏ ai vô thực bà xong khám phần nào bởi dương chọn bán anh nói dương trời tái dương return cho user mong tại return cho user nó mong tại ai kia tiếp log in cho mọi cái nhưng đã khi log in tập bán các bạn đi ok ok nè user log in này chẳng chẳng được pay dial việc cho tới các bạn ai hỏi ai vía return cho user một mình mình nên thả user nắng id lệnh man role quạt chỉ cái của ấy user miền miền tầng role miền tầng ấy nè mẹ nè cái này user miền tầng role miền tầng ấy chẳng nhóm return lại nè còn tá bà nông cạn này nó dương thở cạn dương phơi nằm mỏng còn tá nó p là cái bọc màu lại nè user cái nó dương thở cạn hai pin nè cái nhóm bạc và ball mùi máu okay, user đi và private nó lọc lại private user DAO mà new user DAO mà tỏ máu này nó dương thử bỏ nè user DAO dot user login tỏ máu dương bỏ dương thử cá bỏ user mới nè tại ngồi vậy đồng bây giờ thử thêm toàn dương thử cá bỏ năng mày nè tái số thay user login đi miên parameter cho user ạ bạn miền này chẳng dương đại user mùi mà cho nó đi lại nhà rồi này toàn tân năng à lấy xe lưu dương phá rồi và xanh đi dương kết theo ok còn là login hết thấy dương đạt thật true form nó bàn này
có bàn tay bà sân chia không cùng nón nhóm nhóm chọn bàn lọc in châu hái bàn hái nhóm chọn bàn phòng miễn bao user nó từ prao pê khỏi tiền nhóm chọn bàn phòng miễn bao user nó từ prao pê khỏi tiền chắc bàn thì nhóm thở cá return với chia user nó mới thì họ dương không lấy dương mà mơ không lấy bao dương vĩnh tích không phải chỉnh bao dương chụp chọn à rụng nhóm cu hả hiểu đi à nè ô nè đồ của nè rụng nhóm cu nè dương ban giấy khi muốn thay bà sân chia role quạt chia dương mình bay role bà sân chia quạt chia admin quạt phơ ấy ban được hả bà sân chia role quạt chia user thầm đá quạt ban được phơ ấy mua chân thật nè bà sân chia role quạt chia user thầm đá quạt ban ví dụ book hay nâng ví dụ author hay nâng modify account quạt miền đây thay quạt ai cài password quạt lock cho bạn và tái quạt ai add book quạt ai phơ ấy ban này chẳng ấy đây xa cái này nâng ấy ban chia role play đại dương chạy role play đại quạt thuê cái nhưng thời chạy mưa role bọc quạt nè chẳng nhưng thời ca bỏ miền role bọc quạt lọc in chào tục là hồ bà sân trên nông web cái miền ở nước nông browser cái miền ở cái hai story bỏ việc chẳng phải để lọc châu tới cái sale à cái sale session biết tục ta nâng có đôi khi nhìn nhưng thời ca tục biết đôi khi nhìn toàn lại nữa chẳng cái này nhìn trong một dụng tiện user ní user mùi ní sẽ mẹ bởi return màu vịnh và đây là lấy ok đây sang không trả vào được cái này nhôm nhôm khai là nó đi hướng về tích nhôm xong đâu lại đi tích cho chồng cái lại log in đi nhôm hot set về châu không user username hay password á nhôm chăm cái vô màu về nhỉ chắc username password nhôm bỏ chữ p parameter từ một tăng user tăng user ấy cái username hay nó password chạy tay này chỉ tu tới cái bo chỉ object bên đây nhưng khai về nhà pin nhỉ khối nhà pin nó xây kia à muối này sẽ mẹ pe cái nom châu pe anh dương công là phải user đi theo được kia này bà xin chị đôi chút đâu tặng à của em nâng này kìa đấy nè kìa chân này chân anh ấy user anh ấy dương chăm np đã cái bot username hay nấng password màu nè nè username password màu nè nè cái nè và to máu p đã anh ấy thưa cá p lại châu tới việc ban mà ok bạn xem username hay nấng password để kịp châu mà tới vì return username hay nấng pass user là bot maintain màu toàn đấy thì mình đây thay thì họ thả lấy p để nhầm lọc ít nhầm nhầm nhóm tha nhóm an tha nhóm username check password check còn nhóm an nó bị để nhóm log in châu bật té cái châu tới cái bình đặt nè anh ấy nè bình đặt mới log in main art cho người ta user nâng miền username chung muốn check password check main art mà sân chỉ ok hát ban return à maintain mà ao dương toàn lại nè chắc nè return à maintain mà ao dương vậy nhỉ ok chắc cái này ní nhóm bật cái để sai user ní nhóm chọn ban prao via global chỉ global chẳng nhóm bật cái public user mới user login nhóm đã user đại ban login mà nhóm đã phần năng cho smart năng new user mà phần năng tỏ má nhóm nó ngạc lại return ý nhóm đã return chia user login đại ban login cho nè chúng lại nâng dưỡng chập đam tới chạy mưu mùi database chẳng nhóm ca trai thạch mùi máu exception e dot print status máu finally nhóm bms connection dot close máu chẳng lại nâng nhóm bms connection dot open connection máu lại nít thông đa dưỡng flop khuyên nhỏ tỏ nhóm ca string actual mùi thật chẳng cái này string actual nhưng sang mơ cái này liên tịch nên không đào tập base bao nhiêu nhưng mơ nó không
nhưng select cái from BMS users nghĩa dương bàn này. Username bàn này user bàn này password bàn này chỗ dương dô bàn này có một tay dương mình trong bàn dương ở trong bàn được cho ngày dương thời cá cái gì lẹ khăn mình này vé username smart nắng sấy sấy chân mọc cái bọt màu và cái hội admin and password smart nắng sấy sấy chân mọc cái hội admin tiệt trong đăng nhập sàn cái miền nào và sang như việt tê nhé miền này thang admin này update password đấy có một tay chăm ban nó nộp bê đại nhom password nhom mà này khi admin này bê đại nhom lock cho á bê đại nhom insert vi vào cho á password bỏ user admin này password quát gọi admin này có bàn tay nhóm nhóm undefined vậy nhóm encrypt vì chào chẳng tụ bay chia nè khi những khi cái lại nít pe lại nhớ nếu pe lại pe lại cái dùng sale tới nè vì ở trên admin này vì trên ip sale chẳng ấy dương còn chẳng này dương của cua tại nếu pe để dương thuê chỉ nè database dương cua tại encrypt password kịp họ công công ai cái sale móc password mạnh nơi chẳng ấy sau bây giờ chia database admin của mình cua mơ khuyên password kia này tụi bây giờ chia database admin đang nào cả đây chẳng lại nắng dưới undefined đôi khi nè mà ba tiền dần mà tỏ răn đang tiền màu này màu ấy chẳng bị trời khi nè cái này bị trời khi nè chẳng bị bỏ màu con nào còn lại nữa okay. Chẳng nhóm copy lại được chỗ copy nhóm pa chỗ chẳng cái lại này user này admin này nhóm đăng cái gì bà sinh nhà xua mà undefined này nhóm đại sinh nhà xua chẳng mà còn lại nữa còn mà tiếp theo cái tiếp prepare statement mà này chẳng nhóm bắt prepare statement mùi nó rúa prepare statement mà nâng ok phần này với prepare statement chia chia cái interface chia interface chẳng là new mà này ta chẳng prepare statement mà nâng BMS connection dot dot prepare statement hỏi bóc anh chị ở chỗ rồi kìa tao mất thể tiền visa set cho mình ban tài liệu này này bỏ tài liệu này prepare statement dot set string của ấy username chỉ string mà này tao mất bỏ index ấy vía lịch mùi hay ban nó bị nè user get username set string lịch p user dot get password nó bỏ p ở nông máu p để bỏ p ở nông máu thòm ở đây tại p để tao đo nó viêm bầm lại toàn lại nữa mình chưa toàn này lại nữa nó off nè vẫn đi toàn nè và toàn máu thời tiết execute via mày nè execute via return chi cái chi đi chơi chị ấy lấy mười trả lấy nhóm đặt prepare statement dot cái execute query mà này bà đi thân chia đi giả sẵn này nhưng mưa lại này bà sẵn đi giống ắt chăm đi nhưng mưa lại nhưng mà bạn người nó chẳng nhóm cái đi giả sẵn mua ấy chăm được tua rồi chẳng mà tao mà tiết cái tiết bà thì chạy mưa thẹp bò lên tới while visa set dot next thôi mày tiền và xem gì visa set dot next nhưng giờ tao lại mùi mùi nữa bỏ châu được nóng user log in này mày này tao chẳng user log in chưa lấy pi muốn và xem gì pi muốn nhưng đặt à user log in này nó bị nóng đi hả nè
ខ្ញុំដាក់នៅពីក្នុងហ្នឹងតែហេតុអីខ្សែនេះខ្ញុំដាក់នៅក្រៅហើយខ្ញុំដាក់វាជាអីគេទៀតនេះ public ទៀតកន្លែងហ្នឹងឯងដើម្បីយើងចង់យកវាទៅប្រើតោះ user login .set id អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានមកនេះ id លេខ1អីគេ result set .get integer លេខ1មក user login .set username នេះ username អីគេទៀត result set ច្រឡំ get string នៅលេខ2មកបន្តមក password ត្រូវការអត់វាជាអត់បាច់ទេអញ្ចឹងបាច់ set វាបញ្ចូលឯងតែប៉ុណ្្នឹងមកបានណាប៉ុន្តែមើលឃើញកន្លែងនេះមួយទៀតនេះចុះបើសិនជាចៃដន្យអី user ហ្នឹងយើងបាននិយាយគ្នាពីមុនថាបើសិនជា user ហ្នឹងគេលុបចោលអញ្ចឹងអត់ឲ្យគាត់ log in ចូលឯងមែនទេអត់ឲ្យ log in ចូលឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើម៉េច and ខាងម្លាក់ខាងទៀតមក status is true ធ្លាប់ឃើញហ្នឹងមកខ្លួនហ្នឹងមិនបាច់ទេគាត់ចូល password វិញទេបាទយើងយកក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍យក password មកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរនឹងយកមកធ្វើអីផងអា prepare statement builder វាថាវាទទួលអនឡាញពី controller prepare statement កន្លែងនេះមែនបាទនេះ controller បោះមកនេះ user controller បោះមកកន្លែងវ៉ានឹងមានថាវាយើង check នៅក្នុង database កន្លែងនេះអត់ទេវាទៅ execute សិន execute ផ្ទៀងមើលមានអត់មាន username និង password នឹងអត់បើមានបានវា return មកឲ្យ result set ហើយយើងតោះមកបានយកអាតម្លៃដែលបានពី result set ហ្នឹងមកឲ្យទៅក្នុង user login នេះតោះកន្លែងហ្នឹងឯងតាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចង់នេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដូរដាក់ username password វិញអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលជាងកុំឲ្យច្រឡំព្រោះឯង return អានេះផងបោះមកជា user ហើយ return ជា user ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចច្រឡំកន្លែងហ្នឹងតែឥឡូវវាថាចូលអញ្ចឹងឲ្យទៅអញ្ចឹងបើព្រោះឯងយើងបោះជា object មកកន្លែងនេះជាកន្លែងវ៉ាហ្នឹងមានថាយើងយកបាទ object បាទបាទនេះ object របស់នេះ user login នេះដូចជាអត់ត្រូវការអីទៀតទេខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងតោះមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើល user login នេះជាអីគេ return ជាអីគេជា user មែនទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចឆែកមើលបានយើងយកវាមកសិក្សាមក if បើសិនជានៅពេលដែលគេ log in ចូលនេះបើសិនជាអាតម្លៃដែលគេ log in ចូលហ្នឹងខុសពី null មានន័យថាវាមានតម្លៃបើសិនជាខុសពី null យើងឲ្យធ្វើអីទៅ load form នោះមកមែនទេតោះទៅ load form ហ្នឹងនៅណា form mainstream បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំ copy វានេះមកវិញខ្ញុំទៅ copy វានេះមកវិញអឺដល់ណាហើយL L ធ្វើម៉េច ខ្ញុំឲ្យ incorrect label dot set visible true វិញតោះប៉ណ្ណឹងមកខ្ញុំដាក់អីគេ admin ហើយខ្ញុំដាក់ password ជាដាក់ដែរបបខំបានអត់មានផងមិនចេះតោះឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងអត់ខ្វល់ពីអីទេខ្ញុំ print វាបណ្ដោយនេះខ្ញុំ print user ហ្នឹងមកបានអីគេមកវិញ
admin mình chọn đặt đấy. Nào là ngọt. Ok. Ok. Khó cái này đi. Nhóm khó trái cái tên tích. Cái này đi. Nhóm new user. Chẳng nhóm new user cái này nâng này. Cái này đi khó bà cà phê chào lệ. Bà sân chỉ vì miên. Vì miên này. Bà sân chỉ vì thử cái này. Nè, vì màu này hay nè. Nhóm áo ấy. Ok. User. User login. Mà nâng new user nè cái này nè khó khỏi nâng tịch mình đây tháp là châu máu anh ấy vì biên nào mà bị nè vì muốn nó nhầm đã nhầm ai vì smile new mà đây nâng chấn vì ọt nào lệ và tại sao anh ấy ở đây to tạo vì miên tạo lấy bán nhầm ai vì bằng nhầm ai vì new user chấn vì bằng vì lên nào tỏ admin chuyện đạo đó nè nào là nè tái bà sân thì nhóm đạo tới admin password admin đấy nè ban màu nè lại ban màu chẳng nhóm cái này nhóm bài quên tới bà này nhóm bài quên admin nhóm đặt admin này trời lọc bập châu nhóm đặt khó môi tập incorrect lọc lên châu trời ta nhóm đặt admin admin bập châu log in form bao giờ phần thái khuyên khó khả này nhưng thật bắt anh đang sân mình bật 200 I will load anh mà form log in nhé bật sân tài anh đang chăm khỏi bật thân nghi xin bà